Đức Phanxicô gửi 200.000 âu kim tiền bán xe Lamborghini cho Haiti. Hôm 13 tháng 9, Đức Phanxicô đã gặp ông giám đốc hãng xe Lamborghini và những người đứng đầu quỹ Omaze, những người giám sát cuộc bán đấu giá chiếc xe Huracan Lamborghini vì mục đích từ thiện. Chiếc xe được nhà sản xuất tặng Đức Phanxicô ngày 15 tháng 11 năm 2017, có mang chữ ký của ngài. Người mua chiếc xe là một công dân nước Cộng hòa Séc cũng có mặt. Trong cuộc gặp, Đức Phanxicô đã được trao tấm chi phiếu tượng trưng trị giá khoảng 900.000 âu kim. Phần cuối của số tiền thu này, khoảng 200.000 âu kim, sẽ được dùng để xây dựng chủng viện và một trường mẫu giáo ở Haiti đã bị phá hủy trong vụ động đất năm 2010. Đức Phanxicô đã trích dẫn tin mừng Thánh Matthew chương 25 để nhấn mạnh đến lòng quảng đại của công việc từ thiện này, đã trực tiếp giúp những người nghèo nhất như lời của tin mừng. Các phần tiền trước đây đã được tặng cho Cộng đoàn Sao An 23, Cộng đoàn giúp các phụ nữ nạn nhân của nạn bóc lột và mại dâm nhân kỷ niệm 10 năm ngày linh mục Oreste Benzi, người thành lập Cộng đoàn Sao An 23 qua đời, và nhân kỷ niệm 50 năm năm 2018 ngày thành lập quỹ cộng đoàn 300.000 âu kim. Cộng đoàn trợ giúp giáo hội gặp khó khăn để tái thiết vùng đồng bằng Ninive, 200.000 âu kim. Hai hiệp hội do nhà sản xuất xe hơi chỉ định, hội ABC Centrafrica Onlus và hội GICAM, 160.000 âu kim.